Chào bạn, bạn có biết rằng những cái điều gì ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới đời sống của mình hay không? Trong cái video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới cuộc đời của chúng ta. Đó là 5 cái thứ sau đây. Thứ nhất là suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai, cảm xúc tiêu cực. Thứ ba, niềm tin giới hạn. Thứ tư là quyết định. Những cái quyết định hạn chế. Năm, mâu thuẫn nội tâm. Và những cái yếu tố này, nếu như chúng ta giải quyết được nó, chúng ta khắc phục được nó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ tràn ngập trong hạnh phúc, trong sự viên mãn, trong sự đủ đầy, trong sự giàu có. Khi chúng ta từng bước khắc phục được nó, chúng ta sẽ tiến lên. Và trong ngày hôm nay, tôi sẽ giúp bạn giải quyết một trong năm cái yếu tố đó, trong năm cái rào cản này. Tôi sẽ giải quyết giúp bạn cái suy nghĩ, cái cản trở cuộc đời của bạn, cái suy nghĩ tiêu cực. Vậy thì bạn đang có những cái suy nghĩ tiêu cực nào nó ảnh hưởng đến đời sống của mình, ảnh hưởng đến công việc của mình, ảnh hưởng đến tinh thần của mình, ảnh hưởng đến năng lượng của mình, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi đang bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ tiêu cực như thế này. Ví dụ như cái suy nghĩ tiêu cực đó, nó làm bạn stress, nó làm bạn ảnh hưởng đến công việc, nó làm bạn suy nghĩ không tốt về bản thân mình, cũng suy nghĩ không tốt về người khác. Những cái điều này nó làm cho cuộc sống của bạn luôn trì trệ, trì trệ, căng thẳng, bạn thiếu tập trung. Và chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Hãy liệt kê nó ra nhé, liệt kê tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực của bạn ra, và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta giải quyết những cái khó khăn đó, những cái rào cản đó. Được không nào? Và đầu tiên, hãy cho tôi hỏi, cái suy nghĩ tiêu cực của bạn đó với mức độ từ 1 cho tới 10 thì bạn đang ở mức số mấy? Bạn đang ở mức số mấy? Đó, hãy comment mức độ nó ảnh hưởng với bạn là cái mức độ số mấy. Và cái điều này nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn như thế nào? Cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào? Những cái suy nghĩ tiêu cực nó ở trong quá khứ, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn như thế nào ở trong quá khứ? Được không ạ? Quá khứ đã qua rồi, nhưng bạn hãy nhìn lại đi. Bạn hãy nhìn lại là cái suy nghĩ tiêu cực đó nó đã xảy ra, nó ảnh hưởng như thế nào với bạn ở trong quá khứ. Hãy viết nó xuống nhé. Và ở hiện tại, cái suy nghĩ tiêu cực của bạn nó đang ảnh hưởng tới đời sống của bạn như thế nào? Hãy viết nó xuống. Và bạn hãy nghĩ tới một thời điểm trong một tương lai bạn có cái suy nghĩ tiêu cực đó xuất hiện, thì nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống, cuộc sống của bạn như thế nào? Hãy viết nó xuống. Khi bạn đã viết xong rồi, hãy hỏi mình những câu hỏi sau đây. 5 câu hỏi sau đây. Điều này có gì tốt cho tôi? Điều này có gì tốt cho tôi? Điều này có thể tốt cho tôi
như thế nào. Điều này có thể, điều này có gì tốt cho tôi? Điều này có thể tốt cho tôi như thế nào? Cái câu thứ nhất nhé, điều này có gì tốt cho tôi? Thì thường các bạn sẽ trả lời, thường các bạn sẽ trả lời chẳng có gì tốt cả. Nhưng cái câu thứ hai nó sẽ tìm ra được cái giới hạn của bạn. Điều này có thể tốt cho bạn như thế nào? Nó sẽ khơi gợi ra cái câu trả lời của bạn. Và câu thứ ba, bạn cần phải tin vào điều gì để nó trở nên tốt? Tin vào điều gì? Bạn hãy tin vào điều gì để cái suy nghĩ tiêu cực đó trở nên tốt? Và điều thứ tư, trong bối cảnh nào thì cái suy nghĩ tiêu cực đó trở nên tốt? Cái suy nghĩ tiêu cực là trong một kép, suy nghĩ tiêu cực ở đây ba dấu chấm. Suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, có thể mình không giỏi, mình căng thẳng hay gì đó, thì bạn hãy viết ra cái suy nghĩ tiêu cực đó nhé. Sau cái thứ câu hỏi thứ tư bạn trả lời được là trong bối cảnh nào thì cái suy nghĩ tiêu cực đó tốt, thì bạn hãy trả lời cho tôi cái câu thử hỏi thứ năm, câu hỏi thứ năm rằng lần sau bạn sẽ làm khác đi như thế nào, hay bạn sẽ suy nghĩ khác đi như thế nào, được không ạ? Bạn đã rõ năm câu hỏi chưa ạ? Câu hỏi thứ nhất, điều này có gì tốt? Câu hỏi thứ hai, điều này có thể tốt như thế nào? Câu hỏi thứ ba, bạn phải tin vào điều gì để nó tốt? Câu hỏi thứ tư, trong bối cảnh nào thì nó tốt? Câu hỏi thứ năm là lần sau bạn nghĩ khác, làm khác đi như thế nào, được không ạ? Khi bạn trả lời xong năm câu hỏi này, hãy cho tôi hỏi bạn một câu nữa. Bây giờ với mức độ mà bạn, với mức độ mà bạn đã ghi xuống ở phía trên là mức độ tiêu cực của bạn ở mức mấy, và bây giờ nó đã giảm xuống mấy rồi? Lúc trước của bạn là 8 chẳng hạn, và bây giờ nó giảm xuống 3 hay 4, thì xin chúc mừng bạn, đó rất là tuyệt vời, bạn đã cải thiện được rất là nhiều cái mối bất tâm, cái rào cản của mình, và bạn hãy tiếp tục cải thiện nó ở những cái suy nghĩ tiêu cực khác để bạn hãy cho nó trở về con số 0. Lúc đó con người bạn hoàn toàn được giải phóng năng lượng, và con người bạn trở nên rất là mạnh mẽ, rất là tự tin, rất là cuốn hút, được không nào? Và bây giờ hãy cho tôi hỏi bạn một câu nữa. Bạn đã nhận được những lợi ích gì, hay là bạn sẽ nhận được những lợi ích gì từ những cái việc trên? Hãy kể ra những cái lợi ích gì bạn sẽ nhận được, bạn đã nhận được, sẽ nhận được, được không nào? Ghi nó xuống, những cái lợi ích của bạn, ok không nào? Khi bạn đã ghi được ra những cái lợi ích của mình, tôi tin chắc rằng bạn đã trở thành một con người mới hơn, hoàn toàn tự tin vào bản thân mình, hoàn toàn tin tưởng vào người khác, tin tưởng vào bản thân mình, được không nào? Chúc bạn luôn luôn suy nghĩ tích cực về bản thân mình, suy nghĩ tích cực về bản thân người khác, và hãy luôn tràn đầy năng lượng, nói những lời tốt đẹp, được không ạ? Nếu bạn nói được những lời tốt đẹp, hãy comment xuống dưới video này một cái lời tích cực nào đó thì tôi biết được không ạ? Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, đón xem
và thực hành cái bài tập ở trong cái video này. Chúc bạn thành công và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.